Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây sẽ là video chúng ta cùng nhau nói về Club de Nuit của nhà Amat. Và cái tên trên tay mình đây đó là White Imperial, một trong những chai nước hoa có thể nói rằng đang làm mưa làm gió ở trên nền tảng TikTok. Và cũng có rất nhiều người hỏi mình, mặc dù thấy mình có em này ở trên kệ rất lâu rồi, nhưng tất nhiên cái gì nó cũng có lý do của nó, tại sao lại không làm review ở thời điểm khi mà nó đang hot. Và ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ cái lý do đó cũng như là cái cảm nhận của mình về em này, và chấm điểm em này trên cái thang điểm 10 thì sẽ chấm là bao nhiêu điểm, cùng xem nhá. Đầu tiên, xét qua một chút về phần ngoại hình, các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng em nó có một cái màu trắng. Nhưng mà ở đây thì các bạn nhìn thấy nó là một cái ánh tím hồng, kiểu bảy sắc cầu vồng một tí. Mỗi một góc cạnh khác nhau thì chúng ta cũng có thể nhìn ánh sáng nó chiếu vào. Thực ra thì nó làm tôi liên tưởng tới những viên ngọc trai. Nếu như các bạn để ý mà nó còn nguyên ở trong vỏ ấy, thì các bạn nhìn ở các góc khác nhau vào cái ánh sáng nó chiếu vào thì nó cũng sẽ lên cái màu sắc khác nhau. Nhưng có một cái điều của con này, đó là khi con này phủ cái lớp kiểu bóng như thế này thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng khi các bạn cầm vào, nó sẽ dính dấu vân tay ở trên. Và một cái nữa đó là cái phần vòi của nhà, cái phần nắp của nhà Amat đó là màu vàng. Đây, như thế này các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy. Sau một cái thời gian sử dụng thì mình thấy rằng nó không hề bị lích để có thể bay đi lớp sơn này. Mặc dù cái lớp sơn này cũng là một cái lớp sơn mạ thôi, nhưng mà các bạn khuyên các bạn một điều, đó là các bạn hãy để ý về cái phần mạ này. Nếu như các bạn dùng mà các bạn xịt nó không khô ở cái vòi ấy, thì cái mạ này nó rất dễ bay và sau này nó sẽ rất là lem nhem. Ngoài ra thì để ý thêm một chút về cái phần dây xích đây nữa nhá. Nó rất dễ đứt tại vì các bạn nhìn nó đang rất là căng. Còn về phần thiết kế này thì chắc chắn là tôi nhìn đây là một cái mùi dành cho nữ. Và với cá nhân tôi thì con này nó khá là nổi bật. Nếu như mà xếp trong những con mới ra mắt của nhà Amat và kể cả những con cũ thì con này có thể nói là một cái phối màu rất đẹp. Đánh giá riêng về phần ngoại hình thì con này đánh giá cao. Trước khi đi vào về cái phần mùi hương thì mình muốn chia sẻ ở đây, đó là lý do tại sao mình không làm review nó ngay khi mà nó hot ở trên nền tảng TikTok hay là các nền tảng khác nhau. Rất nhiều bạn inbox hỏi mình anh ơi, sao nó mới để ly này, nó như thế nào? Thì tôi cũng phải chia sẻ thật với các ông, đó là mặc dù tôi có rất lâu rồi và tôi cũng đã test rồi, nhưng cái việc mà lên video vào thời điểm nào để các bạn vừa có một cái góc nhìn và người bán không bị ảnh hưởng thì tôi cần cân nhắc rất là kỹ. Cái này tôi nghĩ rằng là nếu như anh em nào kể cả làm về mảng review hay kinh doanh, khi mà các bạn lên một cái bài mà nó sẽ nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó tới cái thị trường thì cần cân nhắc rất là kỹ. Tôi biết rằng là nếu như những bạn nào mà đủ tỉnh táo, có sự trải nghiệm và chọn lọc những cái nguồn thông tin khác nhau thì các bạn cũng có thể chờ cái video của tôi lên. Còn nếu như mà biết đâu cái cảm nhận của tôi nó không phải là cảm nhận cho tất cả số đông, và các bạn thấy nó hot và các bạn thử, các bạn thích thì làm sao, lúc ấy cái trải nghiệm của mình nó không còn quan trọng nữa. Thế là mình cũng không muốn kiểu áp đặt cái cảm nhận của mình vào số đông, mà sẽ ở đây chia sẻ những cái cảm nhận theo góc nhìn của mình và so sánh với Delina thôi. Nên là các bạn cũng thông cảm với những chai hot mới ra trên thị trường thì kênh mình sẽ có xu hướng là làm chậm hơn. Có một vài chai nếu như mình thấy rằng là ở thị trường không ai làm thì mình mới làm thôi, làm sớm nhất có thể. Còn với những con mà rẻ như thế này, dễ tiếp cận, nhiều người mua thì mình cũng cần có thời gian để cho thị trường nó ổn định đã. Và các bạn cũng chờ thời điểm đó thì giá nó cũng sẽ ổn định hơn. Đó, đấy là toàn bộ cái lý do mà tại sao không làm review luôn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi về phần mùi hương của em đó. Nói thật là mùi hương này thì tôi đã xịt ra ở đây, ngày hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp rồi. Và một cái nữa đó là tôi đã phải lấy con Apnin Souvenir Floral Bouquet, một chai nước hoa tôi đã có trên kệ rất lâu. Đây cũng là một chai mà tôi đánh giá nó mang cái DNA của perfume de Merli Delina vào rồi. Tôi đã phải side by side hai con trong một cái thời gian để có thể test được chính xác và thấy rằng là tôi thích mùi hương nào. Thì với cái con Club de Nuit Imperial này thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, có 3 cảm nhận mà các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy. Đầu tiên đó là một cái mùi xanh. Cái thứ hai là một cái nét chua chua. Và cái thứ ba nó là một cái mùi kiểu hơi ngọt ở phía sau.
Cái nét ngọt này thì nếu như các bạn trải nghiệm cả một cái quá trình dài thì các bạn thấy cái nét ngọt này mới đầu nó rất là nhẹ nhàng. Và hai cái nét nhận thấy chính nhất đó chính là cái nét chua và nét xanh. Và cái mùi hương này nó không phải là một cái vai mùi làm nhẹ nhàng, mà ngay từ ban đầu mặc dù là xanh và chua nhưng mùi nó khá là đậm. Thế nên các bạn cần cân nhắc về việc mua em nó vào mùa hè đã nhá. Đấy là cái quan điểm rất là rõ. Có một vài mùi nó cũng là chua xanh citrus cùng với cái nét green, nhưng nó làm rất nhẹ nhàng. Nhưng ở đây thì mùi nó khá là đậm ngay ban đầu. Và đặc biệt là cái nét ngọt, nếu như các bạn ngửi sát mũi, các bạn thấy cái nét ngọt này nó có xu hướng xuất hiện ngay ban đầu. Và em này thì với cái top note ấy, thì nó nói thật là nó làm mình nghĩ tới perfume de Merlin de Lina. Bản exclusive hay là bản thường thì cái top note nó cũng đều có phần na ná đến con này. Bảo là chính xác là phiên bản nào thì rất khó để nói, nhưng mà nếu như mà để xịt Delina một bên và để xịt Imperial một bên thì chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ thấy nó khá giống nhau ở cái phần top note. Còn cụ thể về video mà mình review perfume de Merlin de Lina thì mình cũng đã có một cái video và nó sẽ hiện đâu đó cái đường link ở trên này cho các bạn theo dõi đó. Và sau khoảng tầm chưa đến 5 phút, không đến 5 phút đâu, thì cái nét xanh này và cái nét chua này nó dần dần dịu xuống. Và các bạn sẽ thấy tổ hợp một cái mùi ngọt lên rất rõ rệt. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là perfume de Merlin de Lina ấy, nó có xu hướng làm mùi hồng xuất hiện. Nhưng với cá nhân mình thì ở Club de Nuit phiên bản Imperial này, nó là mùi hồng có phần hơi diễn viên phụ một tí. Nó không lên quá rõ rệt mà sẽ là một cái mùi hồng xanh chua chua, xong rồi cái nét ngọt, và dần dần thì cái nét ngọt vanilla cùng với cái nét ấm hơi phấn một tí nữa nó sẽ lên làm chủ đạo. Lúc này thì nói thật với các bạn rằng mình có nghĩ tới một vài lựa chọn khác như là Montblanc Signature, nhưng nó không mềm mại hẳn như con đấy và nhẹ nhàng như con đấy. Và con này thì có xu hướng là lên kiểu sữa, kiểu vanilla sữa ngọt kết hợp cùng với hoa hồng. Các bạn chỉ cần hình dung đó là một cái bông hoa hồng các bạn nhúng vào một cái ly sữa kiểu như vậy đó. Nên là với cá nhân mình thì đây sẽ là một cái bay mùi cực kỳ ngọt ngào dành cho những bạn nào mà làm một cái team hảo ngọt. Và càng về sau ấy thì cái mùi hương có xu hướng khô dần ở trên da, cái nét xanh nó sẽ dịu bớt hẳn, và lúc này nó sẽ là mùi chủ đạo của vanilla làm theo cái hướng kiểu béo kem kết hợp cùng với hoa hồng, chứ không phải là hoa hồng kết hợp cùng với những cái nét ngọt nhẹ. Nó sẽ khác khá nhiều so với perfume de Merlin de Lina. Nếu như mà để nói là cái top note nó có thể giống khoảng tầm 80 đến 90%, thì càng về sau Imperial của Club de Nuit nó càng khác so với perfume de Lina, có thể là nó chỉ khoảng tầm 30 cho đến 40% thôi. Đấy, đấy là một cái điều mà các bạn cần biết về em này. Đừng có bị đánh lừa bởi cái top note cũng như là những cái lời quảng cáo, những cái lời hay quá đà về em nó, và mong rằng là nó có thể thay thế được perfume de Merlin de Lina. Và một cái điều nữa ấy, đó là với mình thì de Lina nó ngon ở cái việc nó cân bằng toàn bộ những cái nốt hương với nhau. Hoa hồng cùng với cái nét xanh chua nhẹ của vải, và về sau thì ngọt ấm, tất cả nó ở một trong một cái vòng tròn được vẽ một cách tròn trịa và chỉn chu, rất mềm mại. Nhưng đối với cái con Imperial này thì những cái như là cái nét vải, cái nét xanh cùng với bông hồng nó nằm trong cái nét ngọt sữa creamy của vanilla, nó khác biệt hoàn toàn nhá. Nên là với cá nhân mình ấy, con này nó bị ngộp vani quá nhiều, và càng về sau ở trên da mình thì mình có cảm giác là như kiểu mình đang tắm sữa vậy. Và đây là những cái loại sữa cực kỳ ngọt, và càng khô ở trên da thì cái nét sữa này nó sẽ trở thành một cái lớp đặc ở trên da. Nên là với cá nhân mình thì mình xin phép chê cái mùi hương này về sau, nó không giống với perfume de Merlin de Lina. Đấy, đấy là cái quan điểm rất rõ ràng của mình, không xứng đáng một chút nào nếu như so nó với de Lina. Nếu các bạn ngửi kiểu thoáng qua một phát, kiểu đi qua nhau, lướt qua nhau khoảng tầm 3 giây thì có thể là các bạn sẽ nghĩ tới, nếu như bạn nào nói rằng giống de Lina đấy. Nhưng mà nếu mà để rằng không bị ám thị về tâm lý và các bạn ngửi thoáng qua thì các bạn sẽ nghĩ nó là một cái mùi hương khác, Montblanc Signature, hoặc có thể là
Lancôme La Vie Ben của đấy. Phải, hoặc là có thể là Jean Paul Gaultier, mấy cái con của nữ đều cái hơi hướng vanilla cùng với cái nét ngài ngọt. Và cái bông hồng ở đây thực sự là nó khá là mờ nhạt, nó bị chìm ở trong cái nét ngọt quá nhiều. Vậy thì cái yếu tố tiếp tới sẽ là cái về hiệu năng. Phải nói rằng là Club de Nuit Imperial nó bám tỏa cực kỳ khủng khiếp trên da mình. Mình có nghe đâu mọi người bảo là con này nó bám 6 tiếng, nhưng mà không, trên da mình ấy lúc nào nó cũng từ sáng cho đến tận tối. Khi mà mình kể cả đi tắm mà mình xịt, có xu hướng là xịt vào 9 giờ sáng sau khi mũi mình sạch sẽ và mình sẽ test được chuẩn nhất, thì đến buổi chiều tối khi mà mình đi tắm tầm 5-6 giờ thì mình vẫn ngửi thấy mùi hương này trên da rất rất rõ. Và cái độ tỏa hương của em nó phải nói rằng là rất là khủng khiếp. Các bạn nào mà thích cái mùi độ tỏa của Lancôme La Vie Ben này, hay là những cái mùi tỏa của Jean Paul Gaultier của nữ, Scandal cái thứ, thì chắc chắn rằng là con này sẽ là một cái con đáp ứng cho bạn về cái hiệu năng, độ bám tỏa. Và thêm một cái yếu tố nữa, đó là cái độ lưu hương trong không khí của con này nó rất khủng. Có nghĩa là ví dụ khi mà mình xịt ở bên nhà mình nhá, thì mình xịt bên đấy xong rồi mình đi rồi, mẹ mình ở nhà mình vẫn ngửi thấy mùi hương đấy. Và nó phải mất một thời gian khoảng tầm 10 đến 15 phút sau khi mình đi thì nó mới bay mất. Nên là cái độ lưu hương ở trong không khí con này cũng rất là khủng khiếp. Nên là bạn nữ nào đang có nhu cầu tìm một cái mùi bám tỏa khủng, ngọt ngào, siêu siêu ngọt ngào dành cho những ngày đông, thì các bạn có thể hoàn toàn xài con này. Đấy, còn với tôi thì con này nó là một cái chất cấm dành cho mùa hè, nghiêm cấm luôn, như kiểu là đường ngược chiều, nghiêm cấm các ngoại mọi phương tiện ấy. Nên là đây là kiểu mùa hè là nghiêm cấm Club de Nuit White Imperial của nhà Armac, nghiêm cấm luôn. Vậy thì phong cách của con này như thế nào? Nếu như ở Perfume de Merlin de Lina, với mình nó là một cô tiểu thư nước Pháp có phần hơi cổ điển một xíu này, mặc những chiếc váy này, tóc buộc này, thì đây sẽ là một bạn nữ có phần trẻ trung hơn, hiện đại hơn. Và bạn nữ này nói thật là với cá nhân mình, nếu như mà để gặp hai cô gái có ngoại hình như nhau và xịt hai mùi hương này, thì với mình cô gái này là một cô gái cảm giác không có chiều sâu, gửi cái mùi hương nó rất là nhạt nhòa, và kiểu cô ấy đang cố gắng để lấy mùi hương gây ấn tượng với người khác, chứ kiểu không phải là một cái mùi có sự tiết chế. Có thể là do cái gu của mình thích những cái tông mùi kiểu vừa phải nhẹ nhàng để mình có thể không gây khó chịu cho những người xung quanh và khiến cho người ta tò mò muốn ngửi lại. Còn với cái mùi hương này thì cảm giác là kiểu cái, những cái thông tin, những cái độ bám tỏa về mùi hương này nó sộc ngay vào mũi và nó làm mình đã ngay lúc đấy rồi, và mình không có nhu cầu muốn ngửi thêm cái mùi này nữa, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng nhá. Nên là với mình thì con này nó sẽ có cái xu hướng là hợp với các bạn nữ kiểu siêu siêu trẻ, tại vì cái tầm giá của nó thì nó cũng rất là rẻ rồi. Và nếu như những bạn nữ nào tầm 25 đến 27 tuổi thì cái chi phí mà các bạn bỏ ra cho một sản phẩm làm đẹp có mùi thơm thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng chưa chắc sẽ lựa chọn những cái mùi hương như là của Imperial. Các bạn có thể lựa chọn những cái mùi như kiểu là A13, hoặc là rẻ hơn thì có nhiều con, hoặc là có thể trực tiếp vào Delina. Còn với mùi này thì mình nghĩ rằng là sẽ dành cho những bạn kiểu học sinh sinh viên, các bạn có một cái phân khúc và chưa xác định rõ được độ tuổi và có lẽ là vẫn là muốn kiểu nổi bật. Nên là với mình thì con này mình xin phép được chê không quá là sang, thậm chí rằng là hơi phiền đối với những người xung quanh. Và cuối cùng đó là cái câu chuyện là có nên mua em này hay không, thì hai quan điểm rất là rõ rệt. Nếu như xét trên khía cạnh nó là clone của Perfume de Lina, không, say no, đừng so sánh nó. Nhưng nếu như nó là một cái chai nước hoa riêng của nhà Armac, một sáng tạo riêng không có đụng chạm gì đến de Lina cả, thì đây là một chai mà các bạn có thể cân nhắc vào mùa đông và dành cho những người hảo ngọt, thích bám tỏa khủng. Một lựa chọn cũng ổn, giá khá rẻ. Thế thôi nhỉ, có lẽ là chỉ chia sẻ thôi. Còn với mình thì đây không phải gu, lại một lần nữa nhắc lại, không phải gu. Và màu đẹp, thiết kế đẹp, nhưng mà hơi phiền. Nếu mà ở Nga, bao giờ mà kiểu sang Nga mà hoặc là thời tiết ở Việt Nam như kiểu lên Sapa hay lên Đà Lạt còn tuyết rơi thì may ra con này xịt hợp lý. Còn với tôi thì
ngoài cái vấn đề là kiểu đi hẹn hò mà gây thu hút ở trong một cái đám đông mà lẫn lộn các mùi hương, thì đây là một cái mùi có thể gây được thu hút. Còn và nếu như các bạn đã từng mua chiếc của em này rồi, vì cái độ hot cũng như là những cái bài PR review như vậy, thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới. Không thể nào mang cái gu của mình, mang cái cảm nhận của mình để đánh giá cho số đông, nhưng mà mình cũng rất là muốn nghe cái chia sẻ các bạn, để những người người ta cũng quan tâm đến em này, ngoài cái việc xem review thì người ta cũng có thể đọc được ngay chính những cái bình luận về em nó để có nhiều góc nhìn mới hơn. Và đừng quên việc like, share cũng như là ấn chuông theo dõi, nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye.